Cây hôm Martino xin kính chào gia đình đang xem và quan tâm đến mẫu quan tài hỏa táng cao cấp Đài Loan của chúng tôi. Vì là quan tài hỏa táng cao cấp nên sản phẩm này được làm từ gỗ tự nhiên với kích thước lớn, chiều dài 2m05, chiều rộng 76cm và chiều cao 105cm, mang đến sự uy nghi và sang trọng nhất cho người thân của gia đình tang quyến. Sự độc đáo nổi bật từ những vân gỗ tự nhiên, các đường nét được chao chuốt thủ công kỹ càng, đi cùng phù điêu tinh xảo cao cấp, mang đến một sản phẩm có giá trị đúng với nhu cầu thực tế của gia đình mong muốn dành cho người thân của mình. Đặc điểm quan tài kiểu Đài Loan có nắp dạng ba múi hình bậc thang như gia đình đang xem. Các chi tiết được bo tròn mang đến sự hài hòa, mềm mại đẹp mắt. Và bên trong sản phẩm cũng được bọc lớp vải nhung cao cấp, đi cùng lớp mica kính trong suốt để nhìn ngắm thi hài người thân. Đây là mẫu quan tài hỏa táng cao cấp dạng trơn với mục đích khoe vân gỗ dành cho gia đình thích sự tinh tế, thanh lịch, đơn giản. Để thêm lựa chọn khác cho gia đình, cùng loại quan tài như trên, chúng tôi khảm ốc trai lên sản phẩm nhằm tăng sự độc đáo, đẳng cấp, sang trọng. Công nghệ khảm ốc của trại hầm Martino đạt đến đỉnh cao của chất lượng. Nguồn ốc trai luôn được chọn lọc với các màu sắc rõ nét tinh xảo, chắc chắn gia đình sẽ hài lòng với sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để được tư vấn tận tâm. Và cuối cùng, thay mặt đội ngũ Martino, xin chân thành cảm ơn gia đình đã xem và quan tâm đến dịch vụ tang lễ của chúng tôi.